ba khía. Dì hả? Con nè. Dì ơi, mấy hôm nay dì có gặp anh Ba Khía không? Sao con điện thoại cho ảnh hoài không có được? Bữa giờ dì bị sốt ly bì, nằm ở nhà có một mình hả? Nên đâu có biết tình hình của Ba Khía đành sao đâu. Dì nói gì? Dì bị bệnh hả? Trời ơi, sao dì không lên trạm xá để có người chăm sóc cho dì? Dì không sao đâu con. Với lại, có ai nhập viện dì bị sốt nhẹ bao giờ? Dì tự xoay sở được mà, không có sao đâu con à. À, hay là bây giờ con gọi cho anh Ba Khía để mà ảnh qua anh chăm sóc cho dì nha. Thiệt tình á, dì bệnh tình như vậy rồi ở nhà có một mình à, con cũng không yên tâm nữa. Dì không muốn làm phiền tới Ba Khía đâu con. Nó đã phải mệt mỏi vì công việc lắm rồi. Dì không muốn tạo thêm gánh nặng cho nó đâu con. Chính dì á, dì muốn được ở gần anh Ba Khía, dì mới xuống đó để sống một mình. Không lẽ bây giờ để ảnh làm một cái chút gì đó cho dì cũng không được hả? Thôi, dì cảm ơn con. Nhưng mà dì năn nỉ con mà, đừng có nói gì với Ba Khía hết nha con. Thôi, con sẽ nghe theo lời dì. Con xin lỗi vì để dì phải nói nhiều như vậy. Dì nghỉ ngơi nha. Dì á, có chuyện gì thì phải điện thoại cho con liền đó. Ờ, dì biết rồi. Con mới nghe điện thoại của ai? Thấy căng thẳng và lo lắng dữ vậy. Con mới gọi điện thoại cho dì. Dì đang sốt và ho nhiều lắm. Con có nói là dì đi trạm xá mà dì không có chịu. Dì cứ nhất quyết là một mình dì tự lo được. Con lo quá à ba. Con lo cho bà ấy làm gì? Bà ấy cũng vì nó mà bỏ cái gia đình này. Thì bây giờ nó lo cho bà đi. Ba, chuyện đã qua rồi. Ba đừng có để bụng nữa. Không lẽ ba cứ ghen với quá khứ của dì hoài vậy sao? Ba có biết là dì phải khổ sở ra sao khi mà bây giờ nè, dì vẫn chưa dám nhận anh Ba Khí là con trai của dì nữa. Ba, con đường đó là do bà ấy chọn, thì bây giờ bà phải sống chết với con đường đó thôi. Sức ở đâu mà con lo cho người dân? Con không ngờ ba lại máu lạnh như vậy luôn á. Con định xin với ba là cho dì về, mà nhìn thái độ của ba như vậy, con thiệt không dám xin ba cái gì nữa hết á. Con khỏi phải xin. Mà ba muốn từ rày về sau, con đừng bao giờ nhắc tên bà ấy trước mặt ba nghe chưa. Nếu con không muốn, tình cảm cha con mình sứt mẻ, con nghe rõ chưa? Ba. Alo, ủa, con mới gọi gì mà, có chuyện gì nữa hả con? Con điện thoại để hỏi thăm gì sao rồi? Dì cũng đỡ rồi con à. Dì còn ho nữa không? Trời ơi, con mới gọi điện thoại cho dì tức thì, bây giờ con gọi lại nữa, định hỏi là dì có sao không? Ai ngờ dì còn ho nặng hơn nãy nữa, vậy mà dì nói dì không sao. Dì đỡ rồi mà. Con đừng có lo cho dì nữa. Ở dưới này, dù gì dì cũng có thể nhờ được Út Mén, nhờ được tía thằng Ba Khía nữa. Còn hai cha con của con ở trên đó mới là hiu quạnh đó. Con nhớ lời dì. Nhớ nhắc nhở ba con, nói ông có làm việc thì cũng đừng có gắng sức quá. Phải nghỉ ngơi, ăn uống điều độ nghe không con? Hay là để con nhắn lại với ba những lời mà dì vừa nói nha. Thôi thôi, con đừng có nói. Dì biết ba con còn giận dì nhiều lắm. Con đừng nhắc tới tên dì trước mặt ba con nữa. Không khéo càng làm cho ba con thêm phiền lòng, rồi làm ảnh hưởng tới tình cảm cha con nữa. Ba con lạnh lùng với dì như vậy, mà sao dì còn lo lắng cho ba con nữa vậy? Là do dì sai trước mà con. Ba con có hận dì tới hết cuộc đời này, dì cũng không dám quán trách nửa lời. Mà giờ này con sắp tới nhà hàng rồi phải không? Thôi thôi, con lo sửa soạn rồi đi đi. Bà con chắc tới nhà hàng từ sớm rồi hả? Ông ấy lúc nào cũng ham công tiếp việc hết. Dạ, từ ngày mà dì bỏ đi, ba con đi làm sớm. Với lại ba còn thường xuyên bỏ bữa nữa. Ba nói là dì năm nấu không có đúng ý ba, không có nêm nếm ngon như dì. Sao lại như vậy? Trước khi đi dì dặn kỹ rồi mà.
Dì đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần là phải nấu như thế nào cho vừa ý ba con rồi mà. Thiệt tình. Thôi được rồi, để bây giờ dì viết ra giấy, rồi con đưa cho dì Năm coi, để dì Năm nấu lại cho ba con ăn nha. Dì, dì đang bệnh mà còn ghi chép chép cái gì nữa. Dì cứ nghỉ ngơi đi, rồi khi nào khỏe dì ghi lại cũng được mà. Không được. Nếu mà để như vậy á, ba con bỏ bữa hoài. Như vậy á thì lại mang thêm bệnh nữa thì khổ. Dì không sao đâu. Dì làm được mà. Thôi giờ dì cúp máy. Dì viết xong rồi á, dì nhắn tin qua cho con nha. Dạ. Đúng là từng tuổi này vậy mà bà còn cố chấp. Bà nghĩ là bà tự săn sóc bà được sao? Ba, ủa bình thường ba đi làm sớm mà sao giờ này ba còn ngồi đó vậy? Bữa nay ba thấy mệt mệt nên ba chưa đi. À, chết rồi. Không biết nãy giờ nói chuyện ba mình có nghe hay không nữa. Ba, nếu mà ba mệt quá thì ba ở nhà nghỉ đi, để con đến nhà hàng con giải quyết công việc cho ba. À, thôi được rồi con. Ba hơi mệt, chút xíu ba đi được rồi. Ba phải tới nhà hàng để ba giải quyết nhiều công việc, chỉ có ba giải quyết được thôi con à. Sau đó thì sau đó ba sắp xếp để ba tính sắp xếp đi đâu hả? Ba về Cà Mau một chuyến. Ba về Cà Mau là tìm mối cung cấp hàng ba khí hả ba? Tìm mối ba khí làm chi? Ủa chứ ba tính đi làm gì? Mà thì tính đi tìm gì? Ba đồng ý là đón gì về phải không ba? Có đón hay không thì chưa biết. Nhưng mà ba phải xuống dưới để ba coi dì của con sống làm sao chứ. Cái gì đâu mà ăn uống sao mà để ho sụ sụ vậy đâu có được. Ở đây hả, ăn chín uống sôi cẩn thận như vậy rồi đâu có sao đâu. Xuống dưới rồi ăn uống cái kiểu gì mà để ho để bệnh vậy rồi. Ba, con cảm ơn ba nhiều lắm. Ba của con đúng là người tuyệt vời nhất. Ba cũng thấy lạ thiệt chứ. Mà có lúc gì ở đây chưa thấy bao giờ con vui giống vậy hết trơn á. Ba chờ con chút xíu nha. Con lên thay đồ rồi mình đi luôn. Ha ha ha.